Hi guys, welcome back to our lessons. Today we will learn about U. Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài học về nguyên âm đơn U. Trước hết thì chúng ta hãy xem là phát âm U như thế nào nhé. Nào, âm U của chúng ta thì ở trong bảng phiên âm chúng ta chính là âm thứ ba đây. Các em có thể quan sát ở đây. Ok, nào vào phần đầu tiên của chúng ta về cách phát âm của nguyên âm U. Các em quan sát trên màn hình hình vẽ của chúng ta thấy rằng là cách phát âm của âm U này nó cũng tương tự như là cái âm U dài mà chúng ta học từ buổi trước đúng không nào? Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là cái phần môi của chúng ta thì chỉ hướng lên trước một chút thôi và miệng thì chỉ hơi tròn. Tức là nó sẽ khác một chút so với âm U dài của chúng ta và luồng hơi của chúng ta thì sẽ ngắn hơn là U dài. Ok, các em cũng phát âm nhé. U. Ok. U. Đó, rất ngắn thôi chứ không dài như âm U của chúng ta từ buổi trước đúng không? Ok, let's look at some examples. Listen carefully and repeat after me. Chúng ta hãy nhìn một vài ví dụ đây nhá. Nghe cô phát âm thật là kỹ và sẽ phát âm lại theo cô nhé. Ok, the first. Foot. Again. Foot. The second. Sugar. Again. Sugar. Okay, the third. Pudding. Pudding. Okay, foot, sugar, pudding. Okay, chúng ta đã nắm được cách phát âm chưa? Cô nhắc lại nhé. Chúng ta sẽ phần đằng sau của lưỡi chúng ta sẽ nâng lên một chút, đúng không nào? Lưỡi của chúng ta sẽ hướng lên và môi sẽ tròn. Tuy nhiên thì âm các bạn bật ra thì sẽ ngắn hơn khi các bạn đọc âm u dài, tức là chỉ là gì thôi. U, okay, u. Nào, chúng ta sang phần thứ hai. Các em hãy xem cho cô xem là trong tiếng Việt của chúng ta sẽ có những chữ cái nào được phát âm là âm U nhá. Chúng ta sẽ thử đầu tiên, đó là chữ cái U của chúng ta sẽ được phát âm là U. Trong trường nào nhỉ? Trong một số từ như là từ phụ, cái pull, push. Đây là những từ rất là phổ biến trong tiếng Anh của chúng ta. Và đây cũng là trường hợp phổ biến nhất trong tất cả các trường hợp mà chúng ta sử dụng âm U với chức năng của một cái chữ cái trong tiếng Việt. Chúng ta sang trường hợp thứ hai, khi mà chúng ta có hai chữ O thì nó cũng được phát âm là âm U trong một số từ như là từ good, hay book, hay cook. Okay. Trường tiếp theo, chúng ta sẽ gặp âm U trong khi đó là hai chữ O và chữ U trong tiếng Việt của chúng ta. Ví dụ như một số từ rất quen thuộc của chúng ta như là từ could, should hay là would. Chúng ta sẽ có chữ O của chúng ta cũng được phát âm là U trong một số từ như là women. Chúng ta chú ý phát âm là women nha các em nhá, nó phải là women, tròn môi theo cô nhá, women. Từ thứ hai, chó sói, wolf. Okay, again, wolf. Vừa rồi là chúng ta sẽ xem qua một số cái dấu hiệu để các bạn biết rằng là khi nào chúng ta có thể phát âm là âm U. Ok, bây giờ để mà cụ thể hơn so với những lý thuyết mà chúng ta vừa học xong ấy thì các em hãy làm một bài tập áp dụng cho cô nhé. Bài tập đầu tiên của chúng ta như mọi khi là chúng ta sẽ chọn một từ có phát âm khác với các từ còn lại. Nào, chúng ta gặp cái nhóm đầu tiên. Nào, chúng ta quan sát bốn từ sau đây. Các em hãy tập phát âm và phát hiện cho cô xem là từ nào trong bốn từ này nó sẽ có cách phát âm khác với ba từ còn lại nhé. Ok, listen to me. Các em nghe cô phát âm nhá. A, cart. B, could. C, should. D, could. Ok, rất dễ biết phải không nào? Trong số 4 từ này thì chúng ta có B, C và D được phát âm là U. Trong khi chữ A của chúng ta, đây, từ này các em thấy A của chúng ta đây, đúng nào? Nó phát âm là cart, tức là or. Vì vậy mà từ khác với các từ còn lại chúng ta có đáp án A, đúng không? Rất đơn giản. Chúng ta sang câu thứ hai. Nào, chúng ta quan sát bốn từ này. Đều là những từ rất là quen thuộc với các bạn, đúng không? Bắt đầu khá là đơn giản. Nào, chúng ta cùng nghe cô nhé. A, pull. B, push. C, put. And D, shut. Nào, từ nào nhỉ? Nào, các em đều nghe thấy rằng là từ A của chúng ta
To be. Ok. Và C của chúng ta được phát âm là U. Đúng không? Chỉ riêng từ D của chúng ta được em thấy đây. Chúng ta phát âm là shut. Vì vậy mà đáp án đúng của chúng ta ở đây chính là đáp án D. Ok. Từ D là từ cùng chúng ta. Nào chúng ta sang nhóm cuối cùng. Chúng ta quan sát nhóm từ này theo cô và xem là từ nào các em khác nào. Chúng ta có A, sugar, B, pudding, C, bullet, and D, sunny. Right. Sự dự nhận biết rằng là chúng ta có âm A, từ A của chúng ta. Đó là âm U, sugar. Đấy. B cũng tương tự như thế, em nhìn cô, từ này. Từ này chúng ta cũng phát âm là U, pudding. Right. Nào C, C chúng ta có từ bullet là U. Chỉ có từ cuối cùng của chúng ta đây, từ D của chúng ta là từ sunny này, chúng ta phát âm là A, đúng không? Sunny. Vì vậy mà D của chúng ta là đáp án đúng trong trường này. Từ sunny là từ phát âm khác ba từ còn lại của chúng ta, đúng không? Nào, các em sẽ sang bài tập thứ 2. Bài tập thứ 2 của cô nhá. Bài tập thứ 2 này thì nó sẽ khó một chút so với bài tập trước của chúng ta. Trong bài tập này chúng ta sẽ phải chọn từ có phát âm là U trong câu nhá. Nào, chúng ta nhìn vào câu đầu tiên giúp cô. Chúng ta hãy tự phát âm nhá và tìm xem là trong câu này chúng ta có những từ nào phát âm là âm U. Ok, listen to me first. One, he would if he could. Lần nữa nhá, he would if he could. Nào, các em tìm thấy bao nhiêu từ có chứa âm U trong câu này nào? Nào, theo như phát âm vừa rồi chúng ta sẽ tìm thấy là có hai từ, đúng không nào? Từ đầu tiên của chúng ta sẽ là cái từ would này. Okay, would. Và từ thứ hai là từ could. Chúng ta đây, chúng ta có hai từ này là phát âm là âm U, đúng không? Câu này khá ngắn nhưng mà có đến hai từ là chứa âm U đó. Nào, chúng ta sang câu tiếp theo nhá. Nào, two, number two. Chúng ta hãy thử làm trước nhá. Cô sẽ các em một chút thời gian để em làm trước câu này. Okay. Two, the woman took a look at the wolf. Again, lần này đọc chậm một chút nha. Now, the woman took a look at the wolf. Now, sau khi nghe lần thứ hai, các em đã phát hiện ra được từ nào chứa âm U chưa? Nào, chúng ta có những từ sau đây. Từ thứ nhất có thể nghe được đó chính là từ woman, right? Từ thứ hai chúng ta nghe được chính là took. Took này chính là quá khứ của từ nào các em nhỉ? Take, đúng không nào? Từ thứ ba của chúng ta sẽ có từ look, right? Và từ cuối cùng chính là từ move. Đấy, chúng ta có tất cả là bốn từ trong câu này chúng ta có chữ âm U, đó là woman, took, look và move, right? Nào, chúng ta sang câu cuối cùng nào. Three, you should take a kilo of sugar. Again, you should take a kilo of sugar. Okay, nào chúng ta có hai từ phát âm là U, đúng không? Đó là từ nào nhỉ? Từ đầu tiên các em phát hiện ra chính là từ should, đúng không? Should, U. Và từ thứ hai của chúng ta chính là từ sugar. Chúng ta chú ý là câu này phát âm là sh. Sugar nhá, không phải là sugar nhá, hay là sugar, chúng ta chú ý. Chúng ta phát âm là sugar. Ok? Nào, cô hy vọng rằng là sau hai bài tập vừa rồi thì các em có thể nhận biết được âm U, phát âm như thế nào trong các từ và chọn ra những cái từ mà có phát âm là âm U trong một câu cụ thể, đúng không nào? Vậy là trong bài học hôm nay chúng ta đã học về cách phát âm U, cách nhận biết âm U trong một số từ tiếng Anh và làm một số bài tập áp dụng. Hy vọng các em có thể nắm vững được quy tắc phát âm này và có thể chọn được một từ một cách chính xác đối với dạng bài tập mà tìm cái từ có phát âm khác với từ còn lại. Ok, cảm ơn em đã theo dõi chương trình.